ngày 31 tháng 1, trường mầm non Chợ Chu tổ chức chương trình Bé vui đón Tết Xuân yêu thương năm 2024. Tại chương trình, các bé đã được các cô giáo hướng dẫn tham gia nhiều trò chơi dân gian truyền thống như tung còn, kéo co. Và đặc biệt, các bé được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng Tết do các khối lớp trưng bày. Các sản phẩm tại gian hàng mang chủ đề ẩm thực ngày Tết. Các sản phẩm, đồ dùng trang trí và thực phẩm trưng bày tại gian hàng đều mang phong vị Tết truyền thống của dân tộc, là sản phẩm đặc trưng của quê hương Định Hóa. Bên cạnh đó, các gian hàng còn được trang trí rất rực rỡ từ sắc đỏ của hoa đào, bao lì xì, màu vàng của hoa mai, lịch Tết, chữ thư pháp, tạo thành các góc chụp ảnh cho bé, tạo không khí phấn khởi vui tươi chào đón Tết cổ truyền. Tại chương trình, thông qua các hoạt động Bé vui đón Tết đã giúp hình thành thói quen cho trẻ về tình yêu quê hương đất nước, có hiểu biết và trân trọng truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cũng trong dịp này, trường mầm non Chợ Chu đã tặng 22 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, mỗi suất trị giá trên 500.000 đồng. Số tiền này được quyên góp từ giáo viên, phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm trên địa bàn, với mong muốn góp phần cho các cháu cảm nhận không khí đón Tết Xuân Giáp Thìn vui vẻ và đầm ấm.